trên con đường một mình em về nơi chốn tha phương. Cơn đau xa ai còn thắm môi hôn nhớ về ai. Phút chia tay anh nói lời tiễn đưa, mắt em buồn nhìn anh thôi đã đến hôm nào mùa trăng thu chờ anh đến bên tôi vui thân ra rời hình bóng em theo chân núi này thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng dấu chân em giờ cân gác và ngày em đi anh đưa môi tìm lên môi son cũ dấu vết tay anh tan theo như lời nói khi lìa nhau bàn tay như có kêu những ước mơ đã mãi xa nhìn tháng năm tan phai hình bóng thôi còn ai. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ gửi tới anh khách đang quan tâm tới bộ sản phẩm Marzang 1611 với cặp loa Wafian D320 và thêm một option khác mà anh cũng rất là quan tâm, đó là cặp loa bằng gỗ JVC S55. Ở trong video này thì Thanh Tâm Audio sẽ có một cái chất giọng nó hơi lệch lạc một chút do em vừa đi nhổ răng về và cái miệng vẫn chưa nói được bình thường. Tuy nhiên thì anh khách đang rất là cần cái video này, vì thế nên là em cũng sẽ gửi tới anh luôn để anh không mất thời gian đợi chờ nữa. Cũng giới thiệu với các bác rất là nhiều về cái combo Marzang 611 và Noah Wafedan D320. Đây là một trong những cái hệ thống mà trong những không gian chung cư hoặc phòng ngủ được rất là nhiều các bác quan tâm ở đây, đó là cái thiết kế về bày biện cũng như là những cái tính năng mà cái bộ sản phẩm này mang lại. Về cái dòng loa Wafedan D320 là một trong những cái cặp loa bookshelf mới nguyên thùng bên em đang bán mức giá rất là tốt là 5 triệu một cặp. Còn Marzang 611 này thì sẽ có mức giá là 10 triệu các bác nhé, 10 triệu. Chiếc âm ly này là một trong những cái hệ thống mà được rất nhiều các bác quan tâm. Tại vì sao? Tại vì nó là một chiếc âm ly kiêm DAC rất là hay cho những hệ thống âm thanh, là vừa làm DAC vừa làm âm ly được. Và cái khả năng chơi nhạc của nó sẽ là đa dụng các bác nhé, đa dụng luôn. Tuy nhiên thì cái thông tin đó là cặp loa sẽ cả cái ampli sẽ đánh được hai cặp loa, vì thế nên anh khách của em đang quan tâm đó là muốn cắm cả hai cặp loa chơi một lúc có được hay không, vì cái nhu cầu của anh là muốn sử dụng một cặp loa bằng gỗ để bổ sung cái trung âm, cái tiếng, cái độ dày dặn của cái chất âm bằng gỗ cho cái hệ thống này. Thì cái chia sẻ của Thanh Tâm đó là hoàn toàn được các bạn nhé, hoàn toàn được. Tại vì sao? Tại vì khi mà hãng người ta sản xuất ra cái chiếc đầu Marzang 611 này thì họ cũng đã nghiên cứu rồi, họ đã làm công suất định mức đủ lớn để các bác có thể chơi hai cặp loa, đặc biệt là các bác có thể kết nối với những dòng loa cột cỡ trung tầm trung rồi, thì có nghĩa là những cái cặp loa xe này chơi thoải mái. Hiện tại thì các bác đánh được cầu B, ngoài ra thì các bác cũng có thể chuyển cầu về cầu A này, hoặc A B, các bác nhìn chưa, nhìn thẳng A B hoặc cả A hoặc B. Quay một chút về hình thức của hệ thống này để các bác cùng tham khảo. Cặp loa JVC S55 bên em về hàng một cặp duy nhất thôi. Đẹp xuất sắc các bạn nhé, đẹp xuất sắc, không sức răm, không cấn cạnh. Mức giá là 4.500.000. Đó, đây là cặp JVC S55 thế hệ mới nhất của dòng S của hãng. Củ loa toàn giải đường kính 6cm, kích thước chiều sâu là 22cm, tạo cho một cái tiếng phản xạ bát cực tốt. Công suất định mức mà nhà sản xuất ghi ở sau loa có 25W trở kháng 4 ôm thôi. Tuy nhiên thì cái bộ này công suất thực tế em nghĩ nó phải khoảng 40W và cái không gian chơi nhạc như khoảng 35m mà quay đầu thoải mái nghe các bác nhé. Marzang đây là JVC S55.
Với mà răng 611 thì các bác cũng có thể chơi một hoặc hai cặp hoặc song song cả hai cặp, tùy các bác, tùy nhu cầu các bác thích như nào thì các bác có thể kết nối như thế. Ok, đây là tổng quan về hình thức của cái hệ thống mà răng 611, các bác có thể nhìn thấy ngay. Và hy vọng là sau video này thì anh khách cũng có thể có một cái nhìn trực quan hơn về cái dòng sản phẩm này. Vocal cũng hay mà cái thể loại bolero cũng rất là hay các bác nhá. Đây, các bác có thể tinh chỉnh được âm lượng của cầu A, âm lượng của cầu B hoặc âm lượng của cả cầu AB. Đây. Còn con này đang là 25 nha, giá chỉnh con kia là 25. Trước cặp loa qua phía đàn đánh sau, bây giờ em sẽ cho cả hai cặp loa phát cùng một lúc nha. Tính trước ngọt ngào, còn bao lâu nữa khi ta bắt đầu tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau để rồi còn gì nữa. Sáng chưa
không tới tìm nhau ngại ngùng chỉ vì đời mình. Chưa có bình sau video này thì anh khách có thể tham khảo được cái chất âm của cả hai hệ thống, cũng như là cái đang thắc mắc của anh, đó là cái phát âm song song thì chắc chắn là sẽ được và cũng không ảnh hưởng gì tới hai cặp loa. Tại vì sao? Tại vì khi mà người ta sản xuất ra, người ta đã tính toán hết những cái trường hợp là chúng ta có thể chơi hai cặp loa khác nhau rồi. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.